Trở lại với chương trình Thế sự Thăng Trầm là phần bào trợ của một nhóm học viên Pháp Luân Công tại Orange County. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một pháp môn khí công thượng thừa, tu luyện cả thân lẫn tâm với ba tiêu chuẩn chân thiện nhẫn, đó là Pháp Luân Đại Pháp hoặc là Pháp Luân Công. Phương Thanh mời quý vị vào website phapluandapha.org để có thể biết thêm nhiều chi tiết hơn về pháp môn này. Hoặc quý vị nếu còn thắc mắc gì nữa xin liên lạc với Andy, số điện thoại 714-401-7373, 714-401-7373. Xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Và tiếp nối chương trình, Phương Thanh mời quý vị thưởng thức, theo dõi một cái bài viết mà nó đã lâu rồi. Cái câu chuyện này là câu chuyện từ năm 1975, ngay tại sau khi mà biến cố tháng 4 năm 75 của chúng ta, mà Cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam. Thì đây là cái bài này ở tại Sài Gòn, tháng 4 năm 75, sau qua con mắt của một thanh niên miền Bắc, người sau này thành nhà văn nổi tiếng Nguyễn Quang Lập. Và mời quý vị nghe. Mãi tới ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi mới biết thế nào là ngày sinh nhật. Quê tôi người ta chỉ quan tâm tới ngày chết. Ngày sinh nhật là cái gì rất phù phiếm. Ngày sinh của tôi ngủ yên trong học bạ, chỉ được nhắc đến mỗi kỳ chuyển cấp. Từ thuở bé đến năm 19 tuổi, chẳng có ai nhắc tôi ngày sinh nhật, tôi cũng chẳng quan tâm. Đúng ngày non sông thu về một mối. Tôi đang học Bách khoa Hà Nội, cô giáo dạy toán xác suất đã cho hay đó cũng là ngày sinh nhật của tôi. Thật không ngờ tôi vui mừng đến độ muốn bay vào Sài Gòn ngay lập tức để cùng Sài Gòn tận hưởng ngày trọng đại. Kẹt nỗi tôi đang học, ba tôi không cho đi. Sau ngày 30 tháng 4, cả nhà tôi đều vào Sài Gòn, trừ có tôi. Ông bác của tôi dinh tê vào Sài Gòn năm 1953, làm ba tôi luôn ghi vào lý lịch của ông và các con của ông hai chữ là đã chết. Giờ đây đã là triệu phú số 1 của Sài Gòn. Ba tôi quá mừng vì ông bác tôi còn sống. Mừng hơn nữa là triệu phú số 1 của Sài Gòn. Ông bác tôi cũng mừng là ba tôi hãy còn sống. Mừng hơn nữa là gia đình 7 đảng viên Cộng sản. Cuộc đoàn tụ vàng ròng và nước mắt. Ông bác tôi nhận nước mắt đoàn viên của 7 đảng viên Cộng sản. Ba tôi nhận hơn 20 cây vàng đem ra Bắc, trả hết nợ nần, còn xây được một ngôi nhà ngói 3 gian 2 trái. Sự đổi đời diệu kỳ. Dù chưa được vào Sài Gòn, nhưng tôi đã thấy Sài Gòn qua ba vật phẩm lạ lùng. Đó là bút bi, mì tôm và cassette của thằng Minh cùng lớp. Ba nó là nhà thơ Viễn Phương ở Sài Gòn gửi ra cho nó. Chúng tôi súng lại quanh thằng Minh, xem nó thao tác viết bút bi. Hồi đó gọi là bút nguyên tử. Nó bấm đít bút cái tách, đầu bút nhô ra và nó viết. Nét mực đều tăm tắp, không cần chấm mực, không cần bơm mực, cứ thế là viết. Chúng tôi ai nấy há hốc mồm, không thể tin nổi Sài Gòn lại có thể sản xuất được cái bút tài tình thế kia. Tối hôm đó, thằng Minh bóc gói mì tôm bỏ vào bát, tưởng đó là lương khô, chúng tôi không chú ý lắm. Khi thằng Minh đổ nước sôi vào bát, một mùi thơm rất lạ bốc lên. Hết thảy chúng tôi đều nuốt nước bọt, đứa nào đứa nấy bỗng đói cồn cào. Thằng Minh túc tắc ăn, chúng tôi vừa nuốt nước bọt vừa cãi nhau. Không đứa nào tin Sài Gòn lại có thể sản xuất được đồ ăn cao cấp thế kia. Có đứa nào còn bảo đồ ăn đổ nước sôi vào là ăn được. Xin lỗi quý vị, có đứa còn bảo đồ ăn đổ nước sôi vào là ăn được ngay, thơm ngon thế kia, chỉ dành cho các du hành vũ trụ, người thường không bao giờ có. Thằng Minh khoe cái cassette ba nó gửi cho nó để nó học ngoại ngữ. Tới đây thì tôi bị sốc, không ngờ nhà nó lại giàu thế. Với tôi cassette là một tài sản lớn, chỉ những người giàu mới có. Năm 1973, quê tôi lần đầu xuất hiện một cái cassette của một người du học từ Đông Đức trở về. Cả làng chạy đến xem máy ghi âm mà ai cũng đinh ninh đó là công cụ hoạt động tình báo. Người thường không thể có. Suốt mấy ngày liền, dân làng tôi say sưa nói vào máy ghi âm rồi bật máy nghe tiếng của mình. Tôi cũng được nói vào máy ghi âm và thất vọng vô cùng, không ngờ tiếng nói của tôi lại tệ đến thế. Một ngày tôi thấy tài sản lớn ấy trong tay một sinh viên, không còn tin vào mắt mình nữa. Thằng Minh nói, rẻ không à, thứ này chỉ ghi âm, không có radio, giá hơn chục đồng thôi, bán đầy chợ Bến Thành. Không ai tin thằng Minh cả. Tôi bĩu môi nói với nó, kít, rớt Sài Gòn là Tây à? Thằng Minh tủm tỉm cười không nói gì. Nó mở cassette, lần đầu tiên chúng tôi được nghe nhạc Sài Gòn. Tất cả chết lặng trước giọng ca của các ca sĩ Sài Gòn trong sân ca số 7. Kết thúc sân ca số 7, thằng Hoan bỗng thở hắt một tiếng và thật to và kêu lên, đúng là Tây thật rồi bay ơi. Sài Gòn là Tây,
Điều đó hấp dẫn tôi đến nỗi đêm nào tôi cũng mơ tới Sài Gòn. Kỳ nghỉ hè năm sau, tháng 8 năm 1976, tôi mới được vào Sài Gòn. Ba tôi vẫn bắt tôi không được đi đâu, ở nhà học hành cho tử tế. Nhưng tôi đủ lớn để bác bỏ sự ngăn cấm của ông. Hơn nữa, cô họ tôi rất yêu tôi, đã cho người ra Hà Nội đón tôi vào. Xe chạy 3 ngày 3 đêm, tôi được gặp Sài Gòn. Tôi sẽ không kể những gì lần đầu tôi thấy trong biệt thự của ông bác tôi, từ máy điều hòa, tủ lạnh, tivi tới xe máy, ô tô, cầu thang máy và bà giúp việc tuổi 50 một mực lễ phép gọi tôi bằng cậu. Ngay mấy cục đá lạnh cần lúc nào có ngay lúc đó cũng đã làm tôi thán phục lắm rồi. Thán phục chứ không ngạc nhiên vì đó là nhà của ông Triệu Phú mà. Xin kể những gì buổi sáng đầu tiên tôi thực sự gặp gỡ Sài Gòn. Khấp khởi và hồi hộp, rụt rè và cảnh giác, tôi bước xuống lòng thành phố. Tôi bước xuống lòng đường thành phố Sài Gòn và gặp ngay tiếng dạ ngọt như mía lùi của bà bán hàng tạp hóa đáng tuổi mạ tôi. Không nghĩ tiếng ấy dạ ấy dành cho mình, tôi ngoảnh lại sau xem bà chủ dạ ai. Không có ai cả, thì ra bà chủ dạ khách hàng, điều mà tôi chưa từng thấy. Quay lại thấy nụ cười của bà chủ, nụ cười khá giả tạo. Cả tiếng dạ cũng giả tạo, nhưng đối với tôi là trên cả tuyệt vời. Từ bé cho đến giờ tôi toàn thấy những bộ mặt lạnh lùng khinh khỉnh của các mậu dịch viên, luôn coi khách hàng như những kẻ làm phiền họ. Lâu ngày rồi chính khách hàng cũng tự thấy mình có lỗi và chịu ơn các mậu dịch viên. Nghe một tiếng dạ, thấy một nụ cười của các mậu dịch viên dù là giả tạo cũng là điều không tưởng, thậm chí là phi lý. Tôi mua 30 cái bút bi về làm quà cho bạn bè. Bà chủ lấy dây chun, bó bút bi và cho vào túi ni lông. Chăm chút cẩn thận cứ như là bà đang gói hàng cho bà chứ không phải cho tôi. Không một mậu dịch viên nào, cả những bà hàng xén quê tôi, phục vụ khách hàng được như thế. Cái túi ni lông gói hàng càng không thể có. Ai đòi hỏi khách hàng dây thun buộc hàng và túi ni lông đựng hàng sẽ bắt gặp cái nhìn khinh bỉ, vì đó là đòi hỏi của một kẻ không hâm hấp thì cũng ngu xuẩn. Giờ đây bà chủ tạp hóa Sài Gòn làm điều đó hồn hậu như một niềm vui của chính bà, khiến tôi sửng sốt. Cách đó chưa đầy một tuần, ở Hà Nội, tôi đi xếp hàng mua thịt cho anh cả. Cô mậu dịch viên hất hàm hỏi tôi, hết thịt, có đổi sang thịt sườn không? Có đổi thịt sang sườn không? Dù thấy cả một rổ thịt tươi dưới chân cô mậu dịch viên, tôi vẫn đáp, dạ có. Tranh cãi với các mậu dịch viên là điều dại dột nhất trần đời. Cô mậu dịch viên ném miếng sườn heo cho tôi, cô ném mạnh quá. Miếng sườn văng vào tôi, tất nhiên tôi không hề tức giận. Tôi cảm ơn cô đã bán sườn cho tôi và vui mừng đã chụp được miếng sườn, không để nó rơi xuống đất. Kể vậy để biết vì sao bà chủ tạp hóa Sài Gòn đã làm tôi sửng sốt. Rồi quầy tạp hóa tôi tìm tới một quán cà phê vườn. Uống cà phê để biết cũng là để ra dáng ta đây dân Sài Gòn. Ở Hà Nội tôi chỉ quen chè chén, không dám uống cà phê vì nó rất đắt. Tôi ngồi vắt chân chữ ngũ nhâm nhi cốc cà phê đen đá pha sẵn, hút điếu thuốc cáp tăng, tự thấy mình lên hẳn mấy chân kính. Không may tôi vô ý của tay làm đổ vỡ ly cà phê. Biết mình sắp bị ăn chửi và phải đền tiền ly cà phê, mặt cậu bé 20 tuổi đỏ bừng. Cô bé phục vụ chạy tới vội vã lau chùi, nhặt nhạnh mảnh vỡ thủy tinh với một thái độ như chính cô là người có lỗi. Cô thay cho tôi ly cà phê mới, nhẹ nhàng như một lẽ đương nhiên. Tôi lại thêm một lần sửng sốt nữa. Một giờ sau quay về nhà ông bác, phát hiện sau nhà là một con hẻm đầy sách. Con hẻm ngắn, rộng rãi, tôi không nhớ nó có tên đường hay không, chỉ nhớ là rất nhiều cây cổ thụ, tỏa bóng xum xê, hai vỉa hè đầy sách. Suốt buổi sáng hôm đó, tôi tha thẩn ở đây. Quá nhiều sách hay, tôi không biết nên bỏ cuốn gì, mua cuốn gì. Muốn mua hết phải chất đầy vài xe tải. Giữa hai vỉa hè mênh mông sách đó, có cả những cuốn sách của Mark Lê, cuốn tư bản luận của Châu Tâm Luân và Hành trình ký thức của Karl Marx, của Nguyễn Văn Trung cùng nhiều sách khác. Thoạt đầu tôi tưởng sách từ Hà Nội chuyển vào, sau mới biết sách của Sài Gòn xuất bản từ những năm 60. Tôi hỏi ông chủ bán sách, ở đây người ta cũng cho in sách Mác Lê à? Ông chủ quán vui vẻ nói, dạ chú, sinh viên trong này học cả Mác Lê. Tôi ngẩn ngơ cười, không biết nói gì hơn. Chuyện quá nhỏ, với nhiều người là không đáng kể. Với tôi lúc đó thật khác thường, nếu không muốn là thật lớn lao. Nếu không muốn nói là thật lớn lao, tôi không cắt nghĩa được đó là gì trong buổi sáng hôm ấy. Tôi còn ở lại Sài Gòn thêm 30 buổi sáng nữa, vẫn không cắt nghĩa được đó là gì. Nhưng khi quay ra Hà Nội, tôi bỗng sống khác đi, nghĩ khác đi, đọc khác đi và nói khác đi. Bạn bè tôi ngày đó gọi tôi là một thằng hâm, thằng lập dị. Tôi thì rất vui vì biết mình đã được giải phóng. Và
Bài viết này được trích trong Facebook của Nguyễn Quang Lập. Và thưa quý vị, lâu lắm rồi mới đọc được một bài viết mà nói về cái cảm nghĩ của những người dân mà không sống ở Sài Gòn sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và bài viết vừa qua đã kết thúc chương trình hôm nay. Phương Thanh cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Mời quý vị bấm vào nút subscribe và nhấn chuông để có thể tiếp nhận những chương trình mới. Phương Thanh cầu chúc quý vị một đêm ngủ thật bình an, một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc, và xin kính chào tạm biệt quý vị.